Mình chào mọi người nha. Thì bây giờ mình đã quấn được một cuộn rồi nè. Đó, anh em thấy không? Đây là cuộn mới nè, dây nó nhỏ hơn nè. Đó. Tại vì mình quấn mình tháo một lần luôn á, nhưng mà mình muốn làm cho anh em coi, đâm ra mình sẽ để từ từ cho anh em coi để anh em tham khảo. Đó, thì bây giờ mình tiến hành mình. Anh em nào không chuyên á thì cắt như mình á, cắt từng cuộn làm. Tại vì mình cắt một cái mình để nãy mình đếm rồi, bây giờ mình khỏi đếm nữa. Giờ mình tiến hành quấn luôn. Khi anh em tháo anh em nhớ gắn dây phía vào, anh em thả là dây cũ nha, để tí nữa mình đấu nó đỡ bị ngược nha, đỡ bị lộn chứ. Còn chiều á thì lộn thì mình đảo qua đảo lại thôi, không có gì hết, chiều rất là dễ. Mốt mình sẽ chỉ cho anh em cách bị ngược chiều, ngược cực, mấy cách chạy ngược thì mình chỉnh lại như thế nào. Giả sử mình tháo ra mình đấu, mà cuối cùng mình đấu lộn thì mình đấu ngược lại thôi, không có gì hết á, rất là dễ. Dây có nói gì, dây lớn anh thấy không, dây 110, dây lớn lắm, dây đó đúng là có 100V nè. Bây giờ tiếp tục mình cho cuộn thứ hai vô. Đây mình đã quấn xong rồi nè. Cái này bóp nhỏ lại. Anh em cho vào một bên trước. Anh em đẩy qua. Xong anh em cho nó. Anh em dùng mấy cái này nè. Anh em gài nó lại. Đó, thấy không? Mình đã cho xong được một cái nè. Xong anh em lấy cái miếng này anh em gài vô. Đó. Rồi xong anh em mà làm tiếp bài phần bên kia. Thôi, mình chào mọi người nha.